Mày thích mèo đúng không? Ờ, đâu có đâu. Tôi với mày chỉ là bạn bè bình thường thôi à. Mày không có qua mặt được tao đâu. Tao nhìn là tao biết. Tốt nhất là mày nên tránh xa mèo ra. Lớn rồi, nói ít thì hiểu nhiều dùm cái. Ờ, tôi biết rồi. Hay, nếu sự xuất hiện của mình làm cản trở tới hạnh phúc của cô ấy thì tốt nhất là mình không nên xuất hiện nữa. Để vô coi sao. Có chuyện gì mày nói lẹ đi. Dạo này mày bị gì vậy? Tao mời thì không chịu vào, còn nhắn tin cũng không rep nữa. Bộ tao làm gì sai hả? Không có, mày không làm sai gì hết á. Chỉ là do tao bận quá thôi chứ không có gì đâu. À thôi, hai người chơi đi nha, tôi bận rồi. Ê khoan. Ai mời đây? Anh chơi với em một trận nha. Ờ, chơi một trận cũng được, đang rảnh, vui. Đang làm gì á? Anh ngồi với em xíu đi. Tôi đang buồn, đi ra chỗ khác đi. Sao mà giờ này em thấy anh buồn quá vậy? Thì không được vui cho nên buồn thôi. Nói cũng như không nói á. Qua đây em cho đồ nè. Thôi anh có rồi, anh không cần đâu. Ơi sao đang chơi mạng bị 99 cộng rồi. Còn mấy điểm nó lên huyền thoại rồi mà mạng chán quá. Trời mới AFK có xíu. Để giả vờ AFK xíu nữa coi bác làm cái trò gì đây. Anh Si ơi, anh bị làm sao vậy? À, đang làm trò vậy? Thì canh anh chứ gì, đang chơi tự nhiên AFK. Ai mượn, thôi vô bo đi, ngục mình không có cứu đâu. Phủ phàng quá đi à. Anh Si. Hả? Anh biết em thích anh mà đúng không? Cái này thì không biết. Mình tìm hiểu nhau được không? Không biết nữa, còn vài điểm nữa tôi lên huyền thoại rồi đó. Lo bắn cho đàng hoàng đi. Dạ, em biết rồi. Ôi, ngoan nè. Anh Si, anh trả lời em đi. Mình tìm hiểu nhau được không? Tập trung gánh tôi top 1 đi. Ok, quá dễ. Nè, top 1 rồi, quá đơn giản. Top 1 rồi, anh cho mình cơ hội tìm hiểu nhau nha. Tôi kêu bà gánh tôi top 1, chứ tôi đâu có nói top 1 là mình tìm hiểu nhau đâu.